13. Cảm thấy bước vào lớp 13 nên tao nhận được nhiều lời phán xét. Cả khi trước tao mất thời gian đi ra khỏi trường và ngồi quán net. Mảng ký ức tệ nhất đời tao ngồi trong cái giảng đường chơi đầy tao mét. Tao phải dành 4 năm nữa để mà gan kết với những cái món ăn như kẻ mà đang ghét. Nhỏ thuốc mắt và quê góc chân sỏ, đôi tất trong quê gót chân. Bỏ hiếu đất nhưng mà lên nấp năm mở, tủ sắt là để Apple One. Chạy đường tát chọc xe chọc chân bờ, bài tập toàn là trang danh trang bị tao. Trong cái thòm nghề cái bao vai ngắn và tao thêm thêm cả mà em top xoan. Đây là tao đi học và tao mong một ngày tao trở thành dân cầm may. Chưa bao giờ cứ như vào đêm lớp ngồi tính đạo hàm cái tan bậc hai. Quên cái bút và tay mình làm bài tập tao lại hàng ngày bật mang cái kênh YouTube của Dre và Snoop để mà tăng được like. Giờ trường và lúc để mà unsubscribe. Hello bitch, khi mày có truyền hình cáp mà xem phim, khi mày về nhà mà đang điều hòa cứ buổi chiều ngồi rap và phê bin. Sẽ đường học map và cái xe dream thì tao phải ngồi trong tiết nghe giảng và chờ cô viết lên bảng và viết lên bảng. Chiết hậu mát và lên hình và cái đầu toàn vần thì tao vô cảm nhờ. Và cái lúc cô giảng mà cái bài nâng cao đối với tao đơn giản, kiến thức cơ bản những ngày ôn thi mà chan chê tao mở cửa lớp học mà đi ra chọc bia mà đi vào con nét tao đi đạp hết hoặc là FIFA. Tao với cả màu đen nhấp nhà quê cùng đi ăn phở rồi đá cốc cà phê. Thằng kinh nhà kê tóc nghe thằng rapper da trắng bởi mái tóc vàng huê. Cất bước ngay ngang giang điệu và tao thổ trụ trên bàn. Giam hiểu từ khi tao bước vào lớp lớp mấy, từ khi tao bước vào lớp 13 này. Đùa thế thôi, tao yêu cô giáo tao nhất này. Mấy cơn xua hoa mắt khiến cho tao yêu môn toán cao cấp này. Làm vài cốc cà phê trong căn tin cho đẹp như quán Starbucks này. Đây là lúc mà tao tìm đồ dùng học tập, bài bán có Tiki. Lấy cái bút chì kim không phải 08 là mili. Đồng hồ xích bạc, hoodie vàng, baggy jeans. Đánh răng, rửa mặt, còn ăn sáng trong đi thi mà cái thằng này.